Rồi, bây giờ chúng ta đi qua cái nội dung tôi muốn trình bày sau cùng, đó là thương phiếu phải trả. Khoản phải trả người bán thì giống như kế toán Việt Nam thôi, nhưng mà thương phiếu phải trả. Thương phiếu phải trả nó có vấn đề này. Thương phiếu phải trả phát sinh khi nào? Các anh chị lưu ý. Thương phiếu phải trả nó phát sinh ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là doanh nghiệp mình khi mua hàng mình không trả bằng tiền mà mình ký thương phiếu, tức là ký một cái note cam kết trả kèm thêm tiền lãi. Hoặc trường hợp thứ hai là gì? Mình muốn giãn nợ ngược lại với lại trường hợp kia, tức là mình đề nghị bên bán nó cho mình kéo dài thời hạn nợ. Nợ của mình quá hạn, mình đề nghị kéo dài, hay là đến hạn mình không có tiền trả kéo dài và mình ký thương phiếu, như vậy mình chấp nhận thương phiếu. Đó, nhận thương phiếu để mình giãn nợ, giãn thời gian nợ ra. Cho nên cái nghiệp vụ số 1 đó, các anh chị nhìn sơ đồ đó, chính là nhận thương phiếu để mình giãn nợ đó. Bây giờ trường hợp thứ hai hoặc là gì? Mình vay. Doanh nghiệp mình xin vay để mình thanh toán. Khi vay ngân hàng thì doanh nghiệp cũng ký một cái hợp cái cam kết vay, tức là ký nhận một thương phiếu. Cho nên các anh chị thấy thương phiếu này nó xuất hiện ở cả trường hợp mà mình kéo dài nợ hoặc trường hợp thứ hai mình vay cũng ký thương phiếu. Đó. Vậy thì khi mình ký nhận thương phiếu trong trường hợp vay, ký nhận thương phiếu trong trường hợp vay, có hai loại thương phiếu xảy ra, đó là thương phiếu chịu lãi và thương phiếu không chịu lãi. Sao mà nói là thương phiếu không chịu lãi? Thực sự cả hai đều chịu lãi hết, nhưng mà đặc biệt cái thương phiếu chịu lãi có nghĩa là gì? Trả lãi sau. Đó, mình ký nhận thương phiếu khi mình vay á, thì mình được nhận toàn bộ tiền vay, tới đáo hạn rồi mình mới trả tiền gốc lẫn tiền lãi. Đó gọi là thương phiếu trả lãi sau. Hoặc là mình nhận đủ số tiền vay và đồng thời hàng tháng hoặc hàng quý mình trả lãi thì cũng gọi là trả lãi sau. Thì thương phiếu đó nó gọi là thương phiếu chịu lãi. Đó. Interest bearing note ha. Còn cái loại thứ hai là cái thương phiếu không chịu lãi, thực sự là gì? Không phải không chịu lãi mà doanh nghiệp bị trả lãi trước. Khi doanh nghiệp nhận tiền là ngân hàng nó đã trừ ngay cái tiền lãi của cái số tiền đó rồi. Đó, như vậy thì số tiền mình nhận sẽ ít hơn cái số tiền mà mình xin vay, bởi vì mình đã bị trả lãi. Nó gọi là thương phiếu trả lãi trước nhưng mà nó gọi là không chịu lãi. Đó, non interest bearing note. Thì như vậy là cái thương phiếu này khi mà mình mang về mình sử dụng thì tới lúc đáo hạn mình chỉ trả bằng đúng mệnh giá thôi. Cho nên nhìn vô nghĩ là nó không có tiền lãi, nhưng thực sự là lãi mình đã trả trước. Cái tiền lãi trả trước đó được ghi vào đâu? Nó ghi vào cái tài khoản chiết khấu thương phiếu. Giống như Việt Nam chúng ta mà vay mà trả lãi trước đó thì nó ghi vào tài khoản 142 hoặc 242 tùy theo thời hạn vay. Ở đây thì nó ghi vào tài khoản chiết khấu thương phiếu, discounted on note ha. Đó, thì như vậy là ta ghi vào cái tài khoản chiết khấu thương phiếu, nó là một tài khoản thuộc về balance sheet, nó nằm ở phần tài sản. Đó, và như vậy hàng tháng hoặc là hàng quý tùy theo cái cam kết trả lãi, ví dụ bắt trả lãi hàng tháng hoặc bắt trả lãi hàng quý hoặc là trả lãi cuối niên độ, thì các anh chị sẽ kết chuyển cái phần chiết khấu, tức là cái tiền lãi trả trước đó vào chi phí tiền lãi. Đấy, như vậy là nghiệp vụ về thương phiếu phải trả nó có hai cái vấn đề như thế. Vấn đề thứ nhất là mình nhận nợ với người bán, mình ký thương phiếu đó để mình nhận nợ hoặc mình giãn nợ. Trường hợp thứ hai là mình vay, mình ký thương phiếu với ngân hàng để vay. Vậy thì khi ký thương phiếu với ngân hàng để vay thì nó sẽ phát sinh là thương phiếu chịu lãi và thương phiếu không chịu lãi. Vậy thì bây giờ các anh chị có những bút toán liên quan tới thương phiếu, cách tính toán về tiền lãi của thương phiếu giống như là thương phiếu phải thu vậy thôi. Nhưng mà đây mình không có chiết khấu là tại vì á mình mắc nợ mà sao chiết khấu được. Đó. Vậy thì số 1 này có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là gì? Mình ký nhận thương phiếu để đề nghị giãn khoản nợ phải trả đến hạn ha.
Đó, mình ký thương phiếu để giãn cái khoản nợ phải trả đã đến hạn. Đó, ghi nợ tài khoản phải trả người bán, ghi có thương phiếu phải trả. Hoặc là trường hợp thứ hai là mình nhận lãi, nhận vay, vay để trả nợ cho người bán, ký nhận vay để trả nợ cho người bán. Đó. Và khi mình vay mình trả nợ mà ghi như thế này có nghĩa là thương phiếu trả lãi sau. Đó. Thương phiếu trả lãi sau, không có thấy ghi cái tiền chiết khấu thương phiếu gì hết cho nên gọi là thương phiếu trả lãi sau. Đó là số 1. Số 2 là cái gì? Khi đến hạn, đáo hạn thương phiếu, mình chuyển tiền trả, ghi nợ tài khoản thương phiếu phải trả theo mệnh giá, ghi nợ chi phí tiền lãi, đó, và ghi có tài khoản tiền là tổng số tiền. Đó, đáo hạn mình trả. Bây giờ số 3. Số 3 đây là gì? Mình ký nhận vay, đó, vay ký để vay về bằng tiền, ha, ký cái hợp đồng vay đem tiền về và vay này là trả lãi sau, đó, cái này mình vay bằng tiền, còn trên kia có thể mình vay mình trừ ngay nợ, đó, vay để trả nợ. Như vậy khi vay tiền, vay về tiền thì ghi nợ tài khoản tiền, ghi có tài khoản thương phiếu phải trả. Bút toán thứ ba đó thể hiện lại đi trả lãi sau. Rồi số 4 là gì? Khi đến hạn trả nợ vay, mình sẽ ghi vế nợ của thương phiếu phải trả theo mệnh giá. Vế nợ chi phí tiền lãi là cái tiền lãi tính theo cái thời hạn mà mình vay và vế có tài khoản tiền. Đó. Số 5 là trường hợp gì? Trường hợp là mình nhận, ký nhận, mình vay mà nhận thương phiếu không chịu lãi. Tức là trả lãi trước. Khi vay, ký nhận thương phiếu vay mà trả lãi trước thì các anh chị sẽ ghi bút toán như thế nào? Vế nợ tài khoản tiền, số tiền mình thực nhận, vế nợ tài khoản chiết khấu thương phiếu là tiền lãi trả trước và vế có tài khoản thương phiếu phải trả. Đó là theo mệnh giá. Đó. Nhận thương phiếu mà trả lãi trước, vay mà trả lãi trước. Thế thì sau đó các anh chị phân bổ chi phí tiền lãi đó. Khi nào mình phân bổ chi phí tiền lãi, mình ghi nợ tài khoản chi phí tiền lãi có chiết khấu thương phiếu. Rồi, khi mình trả tiền thì mình ghi nợ tài khoản thương phiếu phải trả có tài khoản tiền. Đó. Theo cái mệnh giá, coi như mình ghi bao nhiêu mình trả bấy nhiêu. Nhìn vào đây thì ta thấy là không chịu lãi, thực sự là có lãi. Thì đấy là kế toán nghiệp vụ thương phiếu phải trả. Các anh chị xem cái bài 5.52. Rồi, bây giờ ta ghi nè. 5.52. Twin Ox Company, khóa sổ hàng năm vào ngày 31 tháng 7 nha. Trong tháng 7 năm 2009, phòng kế toán tài liệu như sau. Số 1, ngày 3 tháng 7, ký nhận một thương phiếu vay nợ, số tiền 75.000, thời hạn 60 ngày, lãi suất 10%, mua hàng hóa nhập kho. Như vậy ta vay để mua hàng hóa ha, như vậy ta sẽ ghi này giống như Việt Nam ta vậy đó, ghi nợ tài khoản hàng hóa, ghi có tài khoản 31 vậy đó, thì như vậy là năm 2009 nè, 2009 tháng 7 ngày mùng 1 à ngày mùng 3 ghi nợ hàng hóa merchandise, mua hàng hóa nhập kho, ghi có thương phiếu phải trả. Số tiền 75.000. Đó, mua hàng hóa mình trả bằng thương phiếu. Và mình ghi nè, thương phiếu mấy mươi ngày, 60 ngày. Bao nhiêu phần trăm? 10%. Rồi, và ngày 3 tháng 7. Rồi, bây giờ tiếp. Ngày mùng 7, trả nợ vay gốc và lãi tiền vay của một thương phiếu vay nợ đến hạn, ký ngày 9 tháng 4. Số tiền vay 44.000, thời hạn 90 ngày, lãi suất 11%. Như vậy là mình
đáo hạn mình trả nợ. Các anh chị ghi giống như là cái bút toán số 2 trên cái sơ đồ của mình đó ha. Đó, bút toán số 2 trên sơ đồ của mình đó. Vậy thì các anh chị sẽ ghi nè, trả nợ vay gốc và lãi tiền vay. Nợ vay gốc với nợ thương phiếu phải trả. Lãi tiền vay, chi phí tiền lãi. Và tiền. Đó. Mệnh giá là 44.000, tiền vay gốc là 44.000. Bây giờ vấn đề là chi phí tiền lãi là bao nhiêu? Tiền lãi đáo hạn của mình là 44.000. Lãi suất là 11%. 90 ngày, 360 ngày. Một hai một không tiền lãi, 1210. Như vậy chi phí tiền lãi 1210, do đó số tiền mình tổng số tiền trả là 45210. Đó, giống như bút toán số 2 trên sơ đồ của mình đấy nha. Đối chiếu lại, đó là ngày mùng 7 tháng 7. Bây giờ ngày 15 tháng 7 mình ký nhận một thương phiếu không chịu lãi, đó, non interest bearing note đó, tại First Bank. Số tiền vay là 60.000 đô, thời hạn 90 ngày, lãi suất 10%, đã nhận tiền về tài khoản. Ký nhận thương phiếu không chịu lãi, các anh chị phải hiểu là trả lãi trước, hiểu không? Chứ không phải là ai cho vay không tính tiền lãi đâu. Cho nên các anh chị sẽ ghi nè, với nợ tài khoản tiền. Với nợ tài khoản, chiết khấu thương phiếu. Và với có tài khoản, thương phiếu phải trả. Các anh chị thấy nó giống bút toán nào trên sơ đồ của mình? Bút toán số 5 trên sơ đồ của mình đó. Ha. Bây giờ các anh chị mới tính nè. Thương phiếu phải trả theo mệnh giá là 60.000 đô. Chắc chắn mai mốt mình trả, mình vẫn phải trả đủ 60.000 đô. Nhưng mà bây giờ số tiền của mình nhận được là bao nhiêu? Mình có chiết khấu. Chiết khấu sẽ bằng 60.000 đô nhân với 10%, 90 ngày, 360 ngày. Rồi. Mười phần trăm, 90, 360, 1.500 đô. 1.500 đô. Đó. Các anh chị sẽ ghi vào đây, với nợ chiết khấu thương phiếu là 1.500 đô. Cho nên số tiền thực nhận chỉ còn lại là 60.000 trừ 1.500 đô. Đó. Còn lại là 58.500 đô. Đấy. Thực nhận về có 58.500 đô, nhưng mà mai mốt mình trả 60.000 đô, trả bằng mệnh giá, cho nên nhìn vô người ta nói là không chịu lãi, chứ thực sự mình đã bị trừ lãi trước rồi. Đấy, đó là nghiệp vụ số 3. Nghiệp vụ số 4, ngày 31 tháng 7, dồn tích tiền lãi phải trả của khoản vay ngày 3 tháng 7 và điều chỉnh tiền lãi của khoản vay ngày 15 tháng 7. Đó. Như vậy các anh chị thấy điều chỉnh tức là cuối kỳ chúng ta phải, vì nó khóa sổ mà, cho nên đây là hai bút toán điều chỉnh cuối kỳ nè. Tháng 7 qua trang ha. Ngày 31 chúng ta có bút toán điều chỉnh nè. Bút
toán điều chỉnh. Tại sao lại điều chỉnh là tháng 7? Bởi vì doanh nghiệp này nó khóa sổ tháng 7. Cho nên bút toán điều chỉnh nè. Bút toán A là điều chỉnh cho cái gì? Đây, cho cái thương phiếu mà mình vay ngày mùng 3 tháng 7 này nè. Thế thì lãi suất là 10%. Đó, ngày mùng 3 tháng 7 tới ngày 31 là bao nhiêu ngày? Như vậy là 29 ngày. Đó, 29 ngày. Kể từ ngày mùng 3 tới ngày 31 cuối tháng. Như vậy, ta ghi dồn tích thì với nợ tài khoản chi phí nè. Chi phí tiền lãi. Và với có gì? Tài khoản phải trả, tiền lãi phải trả. Đó, số tiền là bao nhiêu? 75.000 đô, mệnh giá, lãi suất 10%. Bao nhiêu ngày? 29 ngày, trên 360 ngày. Sáu trăm lẻ bốn phết 17. Đó. Như vậy chúng ta sẽ ghi 604 phết 17. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Thứ hai mình cũng điều chỉnh cái gì? Đây. Chiết khấu thương phiếu này nè. Tức là mình trả trước tiền lãi. Bây giờ tiền lãi mình trả trước là ở ngày nào? Ngày 15 tháng 7. Như vậy thì đến cuối tháng 7 chúng ta sẽ phân bổ. Đó là của 90 ngày. Như vậy đến cuối tháng 7 ta phân bổ theo số ngày đó. Như vậy ghi nè. Với nợ chi phí tiền lãi. Thế có chiết khấu thương phiếu. Đó, giống cái bút toán số mấy trên cái sơ đồ các anh chị? Bút toán số 6B trên sơ đồ các anh chị đấy. Nhá. Bây giờ số tiền mình phân bổ là bao nhiêu? 10.500 là tiền lãi trả trước. Từ ngày 15, cái này là của bao nhiêu ngày? 90 ngày. Mà mình từ 15 tháng 7 cho tới ngày 31. Như vậy là 17 ngày. Đó. Hai trăm tám mươi ba phết 33. Đó là nghiệp vụ về thương phiếu phải trả. Rồi, những nghiệp vụ còn lại, nghiệp vụ về vốn chủ sở hữu, giống như cái quá trình chúng ta đã nói từ ban đầu. Các anh chị tự tham khảo nha. Đến đây chúng ta kết thúc cái phần trình bày của tôi. Các anh chị về ôn tập và cố gắng làm những bài tập hết, những bài tập trong cái tập này đi. Ha, các cái dạng tương tự. Các anh chị chú trọng đến cái gì? Điều chỉnh nè. Ha, khóa sổ nè, các phương pháp tính giá của hàng hóa hàng tồn kho nè, hàng hóa tồn kho nè, đó, rồi tài sản cố định nè, khấu hao, cách tính khấu hao tài sản cố định, ha, và nghiệp vụ về thương phiếu, đó,
những cái nội dung mà tôi cố gắng trình bày với các anh chị, thì các anh chị chịu khó làm bài tập rồi các anh chị thi được sử dụng tài liệu. Chúc tất cả các anh chị làm bài tốt cho môn học này nhé.